lục tay kêu. Thả ra. Cậu chơi tôi à, chu vãn. Nếu cậu không thích tôi. Vậy vì sao phải cố tình tiếp cận tôi? Cậu ấy, nhìn ra từ lâu rồi sao? Quách tương lăng Lục tay kêu Lục tay kêu, đau Đứng dậy Xin lỗi, làm phiền cậu rồi Sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa Chu vãng Khựng. Chu Vãn, tôi đói rồi. Ông chủ, cho cháu một bát cháo táo đỏ nấm trắng. Phóng to. Dù mình chỉ gặp ông ấy một lần ở bệnh viện nhưng vẻ ngoài của người đàn ông này quả thực là cha của Lục Tây Kiêu. Cô bé, cháu xong rồi này, chỉ là vì sao cha của khương ngạn và lục tây kêu lại là cùng một người tôi không biết cậu thích ăn cái gì nhưng cậu bị thương rồi hôm nay nên ăn thanh đạm một chút của cậu đâu cái gì bữa tối tôi không đói lát nữa ăn là được đứng dậy ăn đi cảm ơn sao vậy không phải cậu bảo không đói à ăn sạch không được lãng phí dinh dông tôi đi mở cửa khương ngạn chu vãn sao cậu lại ở đây kéo lại